kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Các hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Cần nhân rộng chuỗi liên kết nông sản. Bảo Lâm cháy rừng thiêu rụi gần 5 hecta rừng tái sinh. Tận dụng cơ hội để quảng bá du lịch. Bền bỉ với y tế thôn bản. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 64 năm, ngày 27 tháng 2 1955, Hội nghị cán bộ y tế được tổ chức tại Hà Nội. Bác Hồ đã gửi một bức thư tới hội nghị. Trong bức thư, Bác dặn dò cán bộ y bác sĩ là phải thật thà đoàn kết. Cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Với ý nghĩa sâu sắc của bức thư, ngày 6 tháng 2 1985, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, quyết định lấy ngày 27 tháng 2 hàng năm là ngày Thầy thuốc Việt Nam. Trong suốt 64 năm qua, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị và làm kim chỉ nam cho ngành y tế. Nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, sáng nay tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các bộ ngành liên quan đã tổ chức phát động chương trình Sức khỏe Việt Nam. Sự kiện này kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tỉnh, thành phố và hơn 700 điểm cầu quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quốc tế. Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và 11 điểm cầu trên địa bàn tỉnh đã tham gia. Phát biểu tại lễ phát động chương trình Sức khỏe Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam tới đội ngũ thầy thuốc y bác sĩ, đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ y tế tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện y đức để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ, lương y như từ mẫu. Tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, chương trình Sức khỏe Việt Nam năm 2019 được triển khai để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có để thực hiện mục tiêu sức khỏe ưu tiên, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi mỗi người dân cần thực hiện và duy trì những hành vi, lối sống lành mạnh, có lợi cho sức khỏe để tự bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Cụ thể, cần thường xuyên đi khám sức khỏe, tăng cường vận động, đi bộ, đi xe đạp, tập thể dục, thể thao, không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia, có chế độ ăn uống hợp lý, giảm ăn muối, giảm đường, ăn nhiều rau xanh, trái cây. Tại điểm cầu Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã phát biểu và kêu gọi toàn dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hãy nêu gương Bác Hồ vĩ đại, tích cực hưởng ứng và thực hiện chương trình Sức khỏe Việt Nam để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân và gia đình. Cũng nhân sự kiện này, Phó Chủ tịch tỉnh cũng đã chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam và đề nghị đội ngũ cán bộ y bác sĩ trên địa bàn tỉnh cần khắc phục khó khăn, luôn quan tâm chăm lo khám chữa bệnh cho nhân dân bằng tất cả tâm huyết và tình cảm của người thầy thuốc. Được biết, chương trình đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để tập trung thực hiện 28 chỉ tiêu của 11 lĩnh vực sức khỏe ưu tiên bao gồm dinh dưỡng hợp lý, vận động thể lực, chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phát hiện sớm và quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc quản lý sức khỏe người dân, sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe người lao động. Sau lễ phát động đã diễn ra đồng thời tại tất cả các điểm cầu trên toàn quốc như tổ chức đo huyết áp, đo chức năng hô hấp, xét nghiệm nhanh đường máu và tư vấn sức khỏe để tuyên truyền vận động người dân thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật, tổ chức chương trình tập thể dục trực tuyến tại các điểm cầu và đi xe đạp, đi bộ diễu hành để quảng bá hưởng ứng phong trào toàn dân tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe. Đây là một sự kiện quan trọng để công bố khởi động cho tổ chức thực hiện chương trình trên phạm vi cả nước. Cũng nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 2019, chiều nay Trung tâm Y tế Đà Lạt đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ y tế và phát động hưởng ứng chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Đà Lạt.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe lại thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ y tế và ôn lại truyền thống tốt đẹp của ngành y tế Việt Nam. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ y tế thành phố Đà Lạt luôn phấn đấu học tập và làm theo tấm gương của Bác, tu dưỡng rèn luyện thực hiện tốt 12 điều y đức, hoàn thành nhiệm vụ của ngành. Trung tâm Y tế Đà Lạt đã chủ động kiểm tra, giám sát dịch bệnh, xây dựng phương án kế hoạch phòng chống các bệnh truyền nhiễm như cúm AH1N1, dịch sởi, sốt xuất huyết. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu về y tế như tiêm chủng mở rộng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, truyền thông giáo dục sức khỏe, quản lý bệnh xã hội như bệnh lao, phong, tâm thần, sốt rét, v.v. Về trạm y tế, có 16 trên 16 trạm y tế xã phường đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế. Đồng thời, trung tâm cũng đã triển khai nhiều kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh. Nhân dịp này, Trung tâm Y tế Đà Lạt đã phát động hưởng ứng chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn với các hoạt động được diễn ra ngay sau đó như thực hiện các bài tập thể dục giữa giờ, hưởng ứng hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe, đo huyết áp và kiểm tra tư vấn sức khỏe, v.v. Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, chiều nay 27 tháng 2, Học viện Lục quân tổ chức gặp mặt đội ngũ cán bộ y bác sĩ đang công tác tại bệnh xá, cũng như các đơn vị trong toàn học viện. Tại buổi gặp mặt, cán bộ y bác sĩ bệnh xá Học viện Lục quân đã ôn lại truyền thống 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 73 năm truyền thống của ngành quân y, với đội ngũ gần 50 cán bộ y bác sĩ. Trong những năm qua, cán bộ y bác sĩ bệnh xá Học viện Lục quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tham mưu cho học viện chỉ đạo công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng bệnh viện dã chiến và động viên quân y tham mưu chỉ đạo triển khai công tác kết hợp quân dân y tại các đơn vị địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 73 năm Ngày Truyền thống ngành quân y là dịp để đội ngũ cán bộ y bác sĩ bệnh xá Học viện Lục quân tiếp tục nỗ lực đoàn kết, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy những phẩm chất truyền thống của ngành quân y, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Quý vị và các bạn thân mến! Tròn 40 năm phục vụ ngành y và làm nhiệm vụ y tế thôn bản, ông Kasem ngụ tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh đã nằm lòng mọi ngõ ngách, ngôi nhà, nhân khẩu nơi đây. Vì chưa có ngõ nào ông chưa qua, nhà nào ông không thường xuyên ghé để tuyên truyền cho bà con về cách phòng chống bệnh. Và bà con nơi đây ai cũng cảm phục trước tâm huyết phục vụ cộng đồng của ông. Ông Kasem sinh năm 1960. Mới 19 tuổi, ông đã theo ngành y tế phục vụ nhân dân sau khi được đào tạo y tá sơ cấp tại Trung tâm Y tế Bảo Lộc lúc bấy giờ. Ông Xem chia sẻ, lúc ông về làm y tế thôn bản của xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, xã còn chưa chia thành các xã Hòa Bắc, Hòa Trung, Hòa Nam như hiện nay. Vậy mà một mình ông vẫn cầm cùi đến từng nhà để tuyên truyền về bệnh sốt rét. Đỉnh điểm là thời điểm năm 1984, khi dịch sốt rét bùng nổ tại địa phương, ông đã kiên trì bền bỉ cùng bà con 5 năm chiến đấu với dịch. Chúng tôi cũng biết cái sốt rét là gì đâu, nhưng lúc bây giờ là chỉ có một số anh em đi bộ đội mới biết thôi, chứ còn thì dân là gì biết. Thì anh xem có làm công tác là vận động tuyên truyền và nói rõ cái cách phòng bệnh sốt rét ra làm sao. Để từ đó là ban kinh tế mới mới đưa những cái hóa chất về, anh cũng phải đứng ra để mà giải thích, chứ không có người ta không, người ta cho là nó độc. Nhưng mà anh xem anh ấy phải nói là, không nói là anh xem là một cái cán bộ y tế là tích cực. Năm ngoái là xem cũng nói là bây giờ bà con ơi, bây giờ thì xem xin nghỉ được không bà con. Bà con nói là thôi, nếu mà xem nghỉ ấy, là không ai giải thích những công việc này, công việc mà ốm đau thứ này thế kia cho bà con. Còn việc mình ấy thì mình cảm thấy là mình rất vui mừng, rất sung sướng, tại vì từ cái chỗ từ mới năm trước là mình đã giáo dục cho bà con từng cái nhóm, từng cái hộ một ấy, mình là xác định với bà con ấy. Thế thì cho nên là bà con là rất vui mừng. Giờ đây khi đất nước phát triển, sống trong những ngày tháng ấm no, buôn làng sạch đẹp, dường như chẳng còn mấy ai nhớ về những ngày tháng sợ hãi vì dịch năm ấy.
Vậy mà ông Sam vẫn không quên nhiệm vụ. Đều đặn hàng ngày, ông đều chuẩn bị đầy đủ tài liệu để gặp bà con nào đến trung tâm y tế khám bệnh, thì tiện thể tuyên truyền cho họ lúc chờ khám. Không thì lặng lẽ, men theo những con đường làng, đến từng nhà để nói chuyện. Vẫn là các thông tin mới nhất, cách nhận biết và phòng tránh về bệnh tay chân miệng, sốt rét, v.v. Anh ca Sam thì anh ấy tuyên truyền cho các thôn bản thì dân cũng nhận thức được thì cũng chấp hành như vậy, cho nên anh ấy cũng nhiệt tình lắm. Hay đi tuyên truyền cho các thôn bản ở trên mà cùng thời cả những người dân ở người Kinh dưới đây này. Với một địa bàn rộng có gần 1/3 là người đồng bào dân tộc thiểu số, dân trí còn thấp, nhưng chưa bao giờ ông Ca Sam nghĩ công việc của mình là vất vả. Chỉ tính riêng năm 2018, ông cùng các cán bộ y tế địa phương đã vận động trên 840 người đi làm xét nghiệm sốt rét, sốt xuất huyết, đạt trên 105% kế hoạch. Từ một cán bộ y tế thôn bản được đào tạo thời gian rất ngắn, mà hơn nữa là phụ trách trên một cái địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều. Chính vì thế mà cái sự cống hiến, nỗ lực, cái sự hoạt động nhuần nhuyễn và bản thân của đồng chí Ca Sam là một cái, tôi thấy là một cái tự giác. Chính vì thế mà đồng chí Ca Sam luôn chủ động, tức là đưa những cái kiến thức của mình được học hỏi tại trường cũng như là cái nhận thức của mình trên cái mà tuyên truyền những cái báo chí để làm sao mà đưa những cái kiến thức đó tới người dân. Thì tôi thấy là cái đó là cần học hỏi. Về thăm xã Hòa Bắc hôm nay, bà con đã bỏ thói quen uống nước suối, không còn lu vại chứa nước, chẳng che đậy hay chăn nuôi thả rông. Đó là nhờ sự tuyên truyền bền bỉ của người y tế thôn bản Ca Sam. Và ở cái tuổi sắp xỉ lục tuần, người y tế thôn bản ấy vẫn xem công việc của mình là niềm vui sống, vẫn luôn tự nhủ, còn sức khỏe, còn minh mẫn ngày nào, ông cũng vẫn sẽ cống hiến cho sức khỏe cộng đồng bằng cả tâm huyết như suốt 40 năm qua. Trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, cần nhân rộng chuỗi liên kết nông sản để nâng cao giá trị sản xuất tại 3 huyện phía Nam. Bảo Lâm xảy ra cháy rừng thiêu rụi hoàn toàn gần 5 hectare rừng tái sinh. Trên địa bàn 3 huyện Đà Oai, Đà Tẻ, Cát Tiên, hiện có 5 chuỗi liên kết sản xuất kinh doanh tiêu thụ nông sản an toàn với tổng diện tích 725 hectare, sản lượng đạt hơn 6.000 tấn một năm. Trong đó, huyện Cát Tiên có 3 chuỗi lúa, huyện Đà Tẻ 2 chuỗi, gồm một chuỗi lúa và một chuỗi cà phê. Số hộ nông dân liên kết sản xuất là 440 hộ. Các ngành chức năng đang tiếp tục hỗ trợ các cơ sở tham gia chuỗi an toàn thực phẩm với các sản phẩm là quả và chăn nuôi. Trong đó, huyện Đà Oai 4 chuỗi, Cát Tiên 2 chuỗi, Đà Tẻ 2 chuỗi. Các cơ sở sản xuất đạt hiệu quả cao sau khi thực hiện chuỗi liên kết sản xuất. Hộ nông dân tăng 2,3 lần và sản lượng tăng 2,4 lần khi bắt đầu thực hiện chuỗi. Tuy nhiên, so với toàn tỉnh có 120 chuỗi liên kết sản xuất nông sản, thì số lượng chuỗi này tại 3 huyện phía Nam còn khiêm tốn, cần được nhân rộng để nâng cao giá trị sản xuất trong thời gian tới. Chuyển sang thông tin khác, vào lúc 12 giờ trưa ngày 26 tháng 2 trên địa bàn thôn 2, xã Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xảy ra một vụ cháy rừng thiêu rụi hoàn toàn gần 5 hectare rừng tái sinh. Theo thông tin ban đầu của ngành chức năng cho biết, ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại một rẫy cà phê của người dân, sau đó lan rộng tới diện tích rừng keo thuộc lâm phần công ty Ván Ép Trung Nam quản lý. Theo ông Nguyễn Tài Tú, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm, ban đầu có khoảng 2 hectare rừng keo tái sinh dưới rừng trồng bị đám cháy gây ảnh hưởng. Hạt kiểm lâm đã huy động lực lượng tại chỗ gần 100 người, gồm lực lượng dân quân, công an xã, cán bộ kiểm lâm địa bàn và người dân tham gia chữa cháy. Công tác chữa cháy chủ yếu tạo đường ranh cản lửa và bình xịt để khoanh vùng, tránh đám cháy lan sang những diện tích rừng xung quanh. Do địa hình đồi dốc cao và thời tiết nắng nóng cộng với gió to nên công tác chữa cháy rừng gặp rất nhiều khó khăn. Vị trí đám cháy được xác định tại khoảnh 3, tiểu khu 437 trên địa bàn giáp ranh giữa xã Plá và xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Tại hiện trường, ngoài những cây keo 1 đến 2 năm tuổi tái sinh tự nhiên chiếm phần lớn diện tích bị cháy, thì có một số diện tích thông hơn 30 năm tuổi cũng bị cháy lan. Theo đánh giá ban đầu của ngành chức năng, thì diện tích rừng bị thiệt hại có thể lên tới 5 hectare. Ước tính có 20% diện tích bị cháy thiệt hại hoàn toàn. Sau hơn 4 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, tại một vài vị trí lửa vẫn còn đang âm ỉ và có nguy cơ bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Do thời tiết nắng hạn kéo dài trong nhiều tháng qua, trên địa bàn không có mưa,
huyện Bảo Lâm có khoảng 20.000 hecta rừng tự nhiên và rừng trồng đang nằm trong tình trạng báo động có thể xảy ra cháy. Vì vậy, ngành chức năng và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn đang triển khai các biện pháp để phòng chống cháy rừng. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Trong 2 ngày 26-27 tháng 2, Đoàn Từ thiện Xã hội Báo Giác Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Người Khuyết Tật tỉnh Lâm Đồng tổ chức các hoạt động từ thiện tặng quà cho người khuyết tật trên địa bàn các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc. Tại các nơi, đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của những người khuyết tật, đồng thời tặng trên 70 chiếc xe lăn và xe lát cho các trường hợp người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Đoàn Từ thiện Xã hội Báo Giác Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh còn trao trên 800 phần quà gồm tiền mặt, gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm khác cho các đối tượng người khuyết tật tại các địa phương, với mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Được biết, đây là hoạt động thường niên được Đoàn Từ thiện Xã hội Báo Giác Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tổ chức tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ, sẻ chia với những người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm nghị lực, điều kiện để ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Trong tháng 2 năm 2019, các lực lượng chức năng trực thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra 54 vụ vi phạm hành chính về buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu và gian lận thương mại. Qua đó đã xử lý 44 vụ với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 305 triệu đồng. Hàng hóa tịch thu trị giá gần 190 triệu, bao gồm quần áo, sữa, phao, đồ chơi trẻ em. Trong đó, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý hình sự và hành chính 32 vụ với 34 đối tượng với các hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm là pháo nổ, tàng trữ trái phép pháo nổ, buôn bán kinh doanh hàng hóa nhập lậu hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và buôn bán hàng cấm cũng như gian lận thương mại. Qua đó đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trên 171 triệu đồng, thu giữ các loại hàng hóa vi phạm trên 100 triệu. Riêng Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phát hiện 16 vụ vi phạm, xử phạt trên 133 triệu, tịch thu hàng hóa vi phạm 88 triệu đồng. Chiều hôm qua 26 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người đối với đối tượng Phùng Văn Hòa, thường trú tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà. Theo cáo trạng, ngày 30 tháng 7 năm 2018, đối tượng Hòa cùng với bạn đến uống rượu tại quán Tuấn Anh ở thôn Đức Tân, xã Tân Hà. Cùng lúc bên cạnh phòng có Nguyễn Công Lên và Trần Đinh Lăng cũng đang ngồi ăn uống. Do quen biết nên Lên gọi Hòa vào ngồi uống rượu cùng. Ngồi uống rượu cùng với Lên được một lúc thì Hòa trở về bàn của mình. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Hòa qua lại phòng Lăng và Lên ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì giữa Lăng và Hòa đã xảy ra mâu thuẫn. Bực tức vì bị Hòa chửi nên Lăng đứng dậy, cầm nồi lẩu ở trên bàn ném trúng vào mặt của Hòa. Bị Lăng ném nồi lẩu vào người thì Hòa cầm ghế gỗ của quán đánh Lăng. Lăng cầm ghế gỗ đang ngồi đánh lại Hòa, sau đó vứt ghế chạy về phía vườn cà phê. Hòa cầm ghế đuổi theo Lăng nhưng không kịp. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Hòa tiếp tục gọi điện cho Lăng và nói Lăng đến quán Tuấn Anh để nói chuyện. Quá trình nói chuyện hai bên lại xảy ra mâu thuẫn. Hòa đã dùng cổ vỏ chai rượu đánh Lăng, dùng chân phải đá vào mặt của Lăng và làm Lăng ngã ra sau và bị chảy máu ở vùng mặt. Lúc này thì được mọi người can ngăn. Đến 7 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 2018, được mọi người đánh thức Lăng dậy. Nhưng thấy Lăng thở yếu nên gia đình chở Lăng đến trung tâm y tế huyện Lâm Hà rồi lên bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Đến 14 giờ cùng ngày thì Lăng tử vong. Theo bản kết luận giám định pháp y, Trần Đinh Lăng chết do nguyên nhân chấn thương sọ não. Hành vi của Phùng Văn Hòa đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác và tình hình trật tự, trị an chung ở địa phương. Căn cứ vào bộ luật hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Hòa 9 năm tù giam và buộc bồi thường cho gia đình bị hại 125 triệu đồng. Phần tin trong nước với những thông tin đáng chú ý. Tận dụng cơ hội để quảng bá du lịch đến với bạn bè quốc tế, nhân sự kiện quốc tế lớn, hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ, Triều Tiên. Tấm lòng của cô đỡ thôn bản ở huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Việt Nam từng đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quốc tế lớn như APEC, ATF, v.v. Nhưng chưa bao giờ lại cùng một thời điểm lại đón lượng phóng viên quốc tế lớn như sự kiện hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ, Triều Tiên. Ngành du lịch đang tận dụng cơ hội này để tăng cường quảng bá, đặc biệt là báo chí quốc tế tham dự sự kiện.
Không khí chuẩn bị những món quà nhỏ mang biểu tượng văn hóa Việt Nam dành cho các nhà báo quốc tế tác nghiệp tại hội nghị Hoa Kỳ Triều Tiên tại công ty lữ hành Sài Gòn Tourist. Rất nhiều những chiếc nón lá hay những bức tranh dân gian đồng hồ đang được gói ghém cẩn thận để tặng các nhà báo. Hai doanh nghiệp lữ hành tiêu biểu của Việt Nam là Hà Nội Tourist và Sài Gòn Tourist được chọn để phục vụ chính thức cho các nhà báo quốc tế đến Việt Nam đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên. Tất cả những phóng viên quốc tế đến Việt Nam đưa tin về sự kiện sẽ được phục vụ miễn phí các tour tham quan, khám phá Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh. Đây đều là các tour đặc biệt được thiết kế riêng, phù hợp với lịch trình làm việc dày đặc của các phóng viên quốc tế. Tổ chức 4 tour đặc sắc giới thiệu được hình ảnh đất nước con người Việt Nam cũng nền văn hóa Việt Nam. Tour thứ nhất đó là cái Hà Nội City Tour, giới thiệu về văn miếu, về chùa Trấn Vất, đi tour xích lô để dạo vòng quanh phố cổ, v.v. là giới thiệu được cái hình ảnh của một cái thủ đô yêu chuộng hòa bình. Mặc dù mới phát động, nhưng hiện nhiều đơn vị lữ hành và các địa phương đang chung tay cùng ngành du lịch tăng cường quảng bá về một Việt Nam tươi đẹp, mến khách. Quảng Bình cũng miễn phí dịch vụ du lịch cho phóng viên khi đến trải nghiệm tại địa phương này. Chúng ta sẽ tạo ra một cái cơ hội tốt nhất có thể để đảm bảo rằng nếu các nhà báo có một chút thời gian nào rỗi thì họ đều có thể tranh thủ để đi thăm thú Hà Nội cũng như là Việt Nam. Và đồng thời họ sẽ gặp gỡ những cái con người cần thiết để có thể họ hiểu thêm về đất nước con người Việt Nam. Chúng ta tự hào rằng chúng ta sẵn sàng đón tiếp các vị khách quý này. Và tất cả các cái doanh nghiệp đều sẵn sàng ủng hộ các cái chương trình phát động của Tổng cục Du lịch, của Hiệp hội Du lịch. Khi các cái đoàn khách đến đâu thì đều được hoan nghênh và các doanh nghiệp sẵn sàng cung cấp miễn phí 100%. Sau hội nghị này, Tổng cục Du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức một loạt các hoạt động xúc tiến du lịch tại Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, trong đó có các điểm nhấn, giới thiệu là nơi tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên nhằm lan tỏa hình ảnh Việt Nam, tăng cường thu hút khách du lịch. Thưa quý vị và các bạn, ở những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc phát triển mạng lưới cô đỡ thôn bản được đánh giá cao và tác động tích cực đến cộng đồng. Những cô đỡ thôn bản đã không quản ngại khó khăn, thầm lặng với công việc chăm sóc sức khỏe ba mẹ trẻ em. Đó chính là công việc mà chị Cà Bá An ở xã Ia Bang, huyện Chư Prông luôn tận tâm gắn bó suốt nhiều năm qua. Niềm hạnh phúc của gia đình chị Cà Bá Mơ Ly ở làng Phun, xã Ia Bang khi vừa chào đón thêm một thành viên mới cũng là niềm vui, hạnh phúc của chị Cà Bá An sau mỗi ca hỗ trợ sản phụ vượt cạn, mẹ tròn con vuông. 10 năm qua với tấm lòng, trách nhiệm của một cô đỡ thôn bản, chính bàn tay của Cà Bá An đã giúp không biết bao nhiêu thai phụ ở năm làng trên địa bàn xã và cả ở một số xã lân cận sinh nở an toàn. Khi đỡ rồi thì đỡ xong thì thấy tiếng khóc của bé thì rất vui. Mình không nhớ được mình đỡ được bao nhiêu ca rồi, nhưng mà công việc của mình thì mình rất nhận thức thì vui. Con người ta thấy mạnh khỏe thì mình cũng mừng. Cho dù khó khăn thế nào thì mình công việc của mình phải trách nhiệm. Sau khóa học cô đỡ thôn bản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Cà Bá An đã thực hiện được ước mơ của mình, giúp bà con thay đổi nhận thức về làm mẹ an toàn. Thời gian đầu, việc vận động người dân từ bỏ thói quen, tự sinh con tại nhà là rất khó. Song Cà Bá An vẫn kiên trì với công việc của mình, tuyên truyền đến bà con về cách chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, không sinh đẻ tại nhà, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình. Cứ có người gọi là chị lại tất tả chuẩn bị túi đồ nghề lên đường. Dù là đêm hôm mưa gió, đến nay Cà Bá An đã đỡ thành công cho hơn 100 sản phụ. Những ca sinh khó, chị đều kịp thời hỗ trợ chuyển lên bệnh viện. Cà Bá An đã đỡ thôn bản thì nó làm việc được rất là tốt. Nhưng hầu như là gọi là tháng nào cũng có ca đỡ đẻ, giúp được làm rất là nhiều việc. Làm ở đây thì cũng phối hợp rất là tốt. Ra thì chắc hẳn là đỡ không được, thì ra chở ra trạm. Trong phối hợp với nhau thì cô thôn bản đỡ rất là tốt. Dù vất vả, nhưng mỗi khi nghe tiếng khóc chào đời của đứa trẻ cũng đủ thấy hạnh phúc, càng thấy yêu công việc của mình. Đó chính là niềm vui, động lực để chị Cà Bá An tiếp tục có nhiều đóng góp, tận tâm gắn bó với nghề.
Nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm để cảm nhận được công việc thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng qua giới thiệu sau. Đây cũng là thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, có đến và có tận mắt chứng kiến, người ta mới cảm nhận hết nỗi vất vả, áp lực của đội ngũ y bác sĩ, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng ở khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Lao động của họ luôn phải khẩn trương và hối hả, chẳng khác nào cuộc chiến thầm lặng giành lại mạng sống cho người bệnh trong từng giây phút. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 2019, nhóm phóng viên thời sự có ghi nhận sau, xin chuyển đến quý vị và các bạn. Có thể nói khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng là một trong những khoa có những đặc thù riêng. Bởi lẽ, những bệnh nhân nằm điều trị ở khoa hầu hết đều ở trong tình trạng hôn mê, ranh giới giữa sự sống và cái chết hết sức mong manh. Các ca bệnh nằm điều trị với đủ các bệnh khác nhau như nhiễm trùng máu, viêm tụy cấp nặng do rượu, nhồi máu cơ tim biến chứng sốc, suy đa tạng ngừng tuần hoàn do viêm cơ tim cấp, v.v. Để duy trì sự sống cho họ, cần tới rất nhiều thiết bị y tế, máy móc hiện đại trợ giúp. Song với sự tận tâm hết lòng vì người bệnh, trình độ chuyên môn vững vàng, từng phút từng giây, không kể ngày hay đêm, ngày thường hay ngày nghỉ, đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng ở khoa vẫn thầm lặng, nỗ lực để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Công việc mỗi ngày thì nó là nhiều, áp lực càng cao. Một ngày trung bình chúng tôi nhận khoảng từ 8 tới 10 bệnh nhân, 8-10 bệnh nhân nặng. Bên cạnh đó còn phải chăm sóc những bệnh nhân còn lại ở khoa với tình trạng là hôn mê, thở máy, tụt huyết áp, suy hấp, nên là công việc rất là vất vả. Từ cái khám điều trị của bác sĩ cũng giống như là chăm sóc của điều dưỡng rất là vất vả. Hiện khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng có 8 bác sĩ, 30 điều dưỡng với 30 giường bệnh. Nhiệm vụ của khoa là cấp cứu những bệnh nhân nặng điều trị trong toàn viện, đồng thời cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân từ tuyến dưới lên. Không dừng lại ở đó, khoa hồi sức tích cực còn có nhiệm vụ phối hợp với bệnh viện tuyến dưới trong xử trí. Bên cạnh đó, do không đủ nhân lực nên các y bác sĩ phải thường xuyên làm tăng giờ, nhất là những ngày lễ Tết. Ngoài ra, đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng của khoa còn phải luôn làm việc trong môi trường áp lực cao, vừa đối diện với tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, lại vừa phải đối diện với sự nóng nảy của người nhà bệnh nhân. Vì thế, họ không chỉ phải rèn luyện về chuyên môn, mà còn phải rèn luyện cho mình thói quen chịu đựng, bao dung, thấm nhuần 12 điều y đức của người thầy thuốc Việt Nam để làm tròn trách nhiệm của mình trong việc cứu chữa bệnh nhân. Trước cường độ áp lực công việc như vậy, nếu không có lòng yêu và say nghề, tình yêu thương người bệnh, sự nhẫn nại và chịu đựng, thì người thầy thuốc ở đây khó lòng bám trụ nổi. Về trang thiết bị thì tương đối đầy đủ, máy thở, rồi máy lọc máu, rồi máy khí máu động mạch, rồi những cái dụng cụ hỗ trợ khác thì đầy đủ. Tuy nhiên về nhân lực thì đặc biệt là những người bác sĩ thì vẫn còn đang thiếu, cho nên là chúng tôi cũng đang phải rất cố gắng để bù đắp cái sự thiếu nhân lực. Chúng tôi hiện tại thì đang có 8 bác sĩ, nhưng mà một số người thì nghỉ hậu sản, một số người thì đi học, còn lại làm việc thì khoảng cỡ 6 bác sĩ. Số bác sĩ chúng tôi sẽ đảm bảo tất cả các bệnh nhân trong vấn đề điều trị trực giác. Tất cả bệnh nhân mà vào khoa hồi sức đều là bệnh nhân nặng, cần phải chăm sóc liên tục. Nhưng vì cái nặng như vậy, do đó mà không có người nhà chăm sóc được, và điều dưỡng thì phải chăm sóc 24 giờ. Vì vậy khoa điều dưỡng, khoa hồi sức thì có 3 tour, 3 ca một ngày. Thì 3 ca làm là sáng chiều đêm và thay nhau để chăm sóc bệnh nhân ở trong này. Thì với cái tình hình mà bệnh như vậy thì đương nhiên là cực rồi. Điều dưỡng rất cực, hầu như là làm suốt, thông tầm có khi là 2 giờ chiều ra thì mới ăn cơm trưa, hoặc là tối cũng vậy. Và rất áp lực, công việc cũng nhiều, rồi bệnh nhân vì bệnh nhân nặng, rồi người nhà thì rất là lo lắng. Do đó mà điều dưỡng khoa hồi sức cần phải có một cái tâm với bệnh nhân thì mới làm việc được ở tại ở khoa này. Cứ trung bình một ngày, khoa hồi sức tiếp nhận từ 8 đến 10 ca, trong đó có nhiều ca thập tự nhất sinh. Nên ngày nào cũng vậy, ngay sau buổi giao ban là tập thể y bác sĩ của khoa đã bắt tay vào công việc.
và công việc của họ luôn phải khẩn trương và hối hả, chẳng khác nào cuộc chiến thầm lặng giành lại mạng sống cho người bệnh trong từng phút từng giây. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.